Ở đây toàn bộ số sâu bọ bị mất tích đúng không? Chúng nhỏ lắm nên không đi đâu xa được. Chắc chắn là chúng vẫn còn ở gần đây. Nhưng mà cậu nói đúng, chúng rất nhỏ, còn cảng thì quá rộng. Haley, cậu có thể dùng ống dòm để tìm bọn chúng không vậy? Có thể. Được, kế hoạch như sau. Haley sẽ xác định xem sâu bọ ở đâu. Sau đó chúng ta sẽ dùng đèn để dụ bọn chúng ra. Dùng đèn dụ sâu bướm đúng là một quyết định rất đúng đắn. Đúng vậy. Khi chúng ra rồi thì chúng ta chỉ việc bắt lấy chúng. Ý kiến hay đó Bully. Được rồi, mình đi săn bọ đây. Số 1, số 2, gần nhà kho. Số 3, số 4, gần đường ống. 5, ở gần bộ ba cần cẩu. Với lại số 6, ở trong thùng hàng của Terry. Số 7, trên bàn hỗ trợ. Xong rồi đó, tới lượt các cậu. Tốt lắm, Haley. Trời, giờ dùng đèn dụ chúng ra thôi. Sau đó dùng kẹp bắt chúng là được rồi. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Vậy làm việc thôi. Tụi mình sẽ cứu các cậu. Hy vọng sẽ thành công. Được rồi. Wow, cô ơi, cô giỏi quá. Nè, nhanh lên, nó leo lên người mình. Xong rồi. An toàn rồi. Làm ơn ra đây đi. Hy vọng là mọi việc ổn thỏa. Bully. Hả? Đã tìm được hết chưa? Chưa nữa, còn một con chưa thấy. Nhưng chắc cũng ở gần đây mà thôi. Thấy chứ? Bully, có con sâu bướm ở trên đầu cậu kìa. Trên đầu mình sao? Bully, cậu để mình bắt cho. Cậu đứng yên nha. Đợi đã rồi, để cho mình làm. Chào anh bạn. Xin lỗi. Chúng đây rồi. Tốt lắm Bully. Nói gì thì nói, cậu bắt đầu sợ sâu bọ từ hồi nào vậy? Cũng lâu lắm rồi. Hồi trước có một lần mình leo lên cây cứu một con mèo xuống. Sau đó sâu bọ rơi xuống đầy người mình luôn. Chắc là mình bị từ lúc đó đó. Thì ra đây là lý do cậu sợ sâu bọ sao? Phải. Nhưng thực ra thì sâu bọ không hề gây hại cho chúng ta đâu. Rất nhiều loại sâu bọ vô cùng dễ nhận biết và còn có lợi cho chúng ta. Cậu cũng nên nhớ những con sâu bọ đang ở trong cái hộp đó đều còn nhỏ. Cậu sẽ không thấy chúng đáng sợ nữa đâu. Thật ra thì sau vụ việc lần này, chắc là mình đã vượt qua được nỗi sợ. Tiếc quá. Mình còn định đem chuyện này ra chọc cậu ấy một thời gian nữa. Xem ra cậu đã dễ dàng vượt qua nỗi sợ hãi này. Bully, trên đầu của cậu. Đâu? Cái gì? Bully, mình nghĩ là cậu vẫn còn sợ sâu bọ. Cậu chọc mình sao? Quá đáng lắm luôn. Chào chim. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào Bossy. Sao cậu lại tới sớm vậy? Mình phải tới giao thư cho Haley. Vậy hả? Của cậu đấy. Mình có nhiều thư quá. Hình như là cậu đợi chúng lâu lắm rồi thì phải. Cậu có nhớ lần trước lúc Bully nhận quá trời thư không? Mình thấy rất là ganh tị. Cậu nhớ không Basti? Hình như vậy á. Mình chỉ thấy vui khi mang niềm vui cho mọi người thôi. Mình có lá thư nào không vậy? Cậu không có. Không có. Thôi tạm biệt. Tạm biệt Basti. Phải chi mình cũng nhận được thư. La la la, Basti đây. Không biết hôm nay mình có thư gì nữa. Ơ,
là nó. Sao lần nào cũng có lá thư đó hết vậy kìa? Chỉ có mỗi một chữ cám ơn, không có tên hay địa chỉ gì hết. Không để như vậy được. Mình phải tìm cho ra bằng được người gửi chữ cám ơn này. Bây giờ mình sẽ đứng theo dõi ở đây. Theo dõi hả? Chú là ai vậy? Là con hết hồn. Sao tự nhiên con trốn ở chỗ này? Con đang điều tra một vụ án đó chú. Vụ án? Dạ. Chú có thấy ai nhét mấy cái bao thư màu xanh vào thùng thư đằng kia không vậy hả chú? Có thấy ai đâu. Bao thư màu xanh thì sao? Ở trên bao thư không có ghi địa chỉ nên con không tài nào gửi nó đi được. Vậy thôi hả? Chú tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Dạ nghiêm trọng mà chú. Con không thể giao lá thư tới tận tay người nhận được. Tức là không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cũng đúng. Posty, lúc con chờ á, nếu thấy đâm bu thì gọi chú một cái ngàm. Đâm bu? Nó tới giao bánh xe cho chú. Được không con? Hả? Là chú Biêu đó. Để xem. Bao thư xanh. Không phải là màu xanh. Để xem nào. Không có. Lạ thật chứ. Không biết bao lâu rồi Posty chưa ghé qua đây nữa. Có chuyện gì vậy? Mình phải giữ thật chặt rồi đưa cậu ấy xuống đất một cách an toàn. Hay lắm. Jim. Xin chào các cậu. Chuyện Haley mới kể lúc nãy là sao vậy hả? Cậu ấy đang kể về câu chuyện trong bức thư của cậu ấy. Vậy hả? Chuyện đó ra sao? Họ gửi thư để cảm ơn Haley vì đã giúp đỡ cho họ. Chuyện cũng nhỏ thôi à. Như giải cứu con mèo bị kẹt trên cây, hoặc chụp lại quả bóng bay bị đứt dây. Thỉnh thoảng họ còn vẽ tranh gửi cho mình nữa. Dễ thương quá Haley à. Ôi không Jim, sao nhìn cậu giống như sắp khóc vậy? Mình không biết. Hai cậu đều nhận được rất nhiều thư, nhưng mình chẳng nhận được gì hết. Chắc không có ai nhớ tới mình rồi. Mình lỡ ngủ gục luôn rồi. Hả? Gì vậy? Bao thư màu xanh. Thấy kẻ tình nghi rồi. Cậu kia, đứng. Đừng lo lắng Linh đi. Rồi, khi mình và Amber cưa bản hiệu ra, cậu hãy đưa Clinny ra khỏi đó. Được rồi, nhưng mà hãy để mình cẩu bản hiệu lại đã. Được rồi. Amber, chúng ta cưa bản hiệu ra đi. Được. Đừng lo lắng Clinny, mình sẽ đưa cậu xuống an toàn. Xong rồi Roy, cậu cẩu ra ngoài đi. Được thôi. Được rồi, okay, hạ xuống. Hai cậu muốn Clinny quyết định chọn một trong hai đội có phải không? Clinny phải ở trong tình huống rất khó xử. Trời, cậu đi đi. Đi thử xem sao. Cậu thấy ổn không? Tốt, mình ổn rồi. Clinny. Clinny. Hả? Xin lỗi Clinny. Đều là lỗi của chúng mình hết. Xin cậu hãy tha thứ cho mình. Không có gì đâu. Không cần xin lỗi. Hay cậu có giận mình hay không? Chúng mình. Tất nhiên không. Vậy thì quá tốt rồi. Hai cậu đừng có hỏi mình là thân với ai hơn nữa nha. Tất nhiên. Chúng ta đều là bạn tốt của nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau chơi bóng với nhau nha. Được. Giờ mình không muốn vô đội nào hết. Đừng lo Clinny. Mình sẽ chỉ cho cậu cách làm thế nào để chơi bóng khi có ba người nha. Posty, cậu chuyền bóng không tới.
Xin lỗi Cap. Không sao. Mình nghĩ là nếu Clinny làm trọng tài thì sẽ vui hơn đó. Được rồi, cậu chuẩn bị nha. Clinny, cậu ổn chứ? Mình không sao, miễn hai cậu không cãi nhau là được rồi. Thị trấn Rung chú ý, gần đây có một số tin báo là đã nhìn thấy rắn xuất hiện. Xin mọi người hãy chú ý cẩn thận khi có kế hoạch hoạt động ngoài trời, đặc biệt là ở gần bìa rừng. Mình lặp lại, gần đây rắn được phát hiện. Nếu các cậu tình cờ nhìn thấy rắn thì hãy bình tĩnh di chuyển theo hướng ngược lại. Rắn sẽ không tấn công chúng ta trừ phi chúng cảm thấy bị đe dọa. Hiểu rồi. Trời, bảng hiệu ở cửa ra vào đã xong. Đủ, chỉ cần đặt thêm vài cái bảng ở công viên nữa thôi. Jin, cậu sắp xong chưa Hayley? Mình chỉ còn thung lũng Âu nữa là hết rồi. Hay quá, nếu như vậy thì cậu sẽ quay về trễ hơn mọi người. Chúc may mắn Hayley, chào cậu. Dạ cô Bell, cô khỏe không cô? Dạ, chú Willow bị bệnh sao? Chú Willow, nếu như hồi sáng cô Bell không báo tin cho con thì chú sẽ ra sao đây? Chú chắc chắn là không có tệ vậy đâu. Không ổn rồi, chú ngày càng sốt cao hơn đó. Thật hả? Nóng hơn con nghĩ, nhưng mà chú cần phải ăn cái gì đó. Khỏi đi con, chú không muốn ăn uống gì hết mà. Bộ không có món gì mà chú thèm hay sao hả chú? Chú không biết. Nhắc tới món ăn mới nhớ. Chú muốn ăn nữa hả? Mà sao cậu lại cần liền bây giờ? Đúng rồi, tại vì chú ấy đang không khỏe. Hả? Cậu nói chú Willow bị bệnh sao? Chú ấy nói chú không muốn ăn gì hết, chỉ muốn ăn phúc bồn tử của cậu mà thôi. Trời ơi, mình cũng không chắc lắm vì mấy trái cuối cùng của mùa vụ mình đã tặng cho chú rồi. Chú phải ăn thì mới khỏe lại được sao? Nhưng mùa vụ phúc bồn tử đã hết rồi mà chú chỉ muốn ăn mỗi món đó mà thôi. Mà tại sao chú Willow chỉ muốn ăn phúc bồn tử thôi vậy? Hôm qua Tracky có đem tặng chú một ít phúc bồn tử và hình như chú ấy rất thích ăn món đó thì phải. Hiểu rồi. Tại sao chúng ta không nhờ Hayley bay vào rừng tìm thử? Chắc vẫn còn phúc bồn tử ở đâu đó mà Tracky không thể hái được thôi. Đúng rồi, Hayley sẽ thuận lợi hơn nhiều. Được, để mình tìm. Mình đang ở gần khu rừng. Cảm ơn Hayley. Không có chi, gặp cậu sau. Hèn gì hôm qua lúc mình ghé thăm, nhìn chú Willer rất là mệt luôn. Nãy chú lên lầu nghỉ ngơi một chút, không ngờ chú ngủ quên mất tiêu luôn à. Sao lúc đó mình lại không nhận ra vậy? Phải làm cái gì mới được đây? Nếu chú Willer muốn ăn phúc bồn tử, vậy thì mình sẽ đi tìm cho chú. Đúng rồi, Jin đã nhìn thấy một con rắn ở ngoài này. Không được, mình không sợ rắn, mình không hề sợ. Không. Mình không tìm được trái nào hết. Không biết còn ở đâu chưa tìm nữa. Ở kia, hình như là phúc bồn tử. Để mình qua đó coi thử. Có ai không cứu mình ơi? Tìm nãy giờ không thấy phúc bồn tử đâu hết. Mình bị kẹt. Có ai không? Hình như có ai đó đang kêu cứu. Làm ơn cứu.